Dạ, con kính chào thầy, chào các cô bác anh chị trong Zoom ạ. Dạ, là đầu tiên thì xin thay mặt cho chồng con và hai bé gửi lời chúc sức khỏe đến thầy. Thì thật sự là rất là nhớ thầy, rất không muốn qua gặp thầy nữa. Dạ, con có hai câu hỏi. Trong trong lúc mà em con hồi trước thầy có hướng dẫn là bị lupus ban đỏ, thầy đã thực tập 21 ngày trong tháng 11 năm rồi á, thì trong mấy tuần qua thì bé bị đau nhức xương trở lại á, thì con biết là mình nên thanh lọc tiếp bao lâu nữa thầy ha? Với lại con thầy nói trước cái này đi, tại con cũng muốn giúp cho bé làm như thế nào để bé hết hẳn luôn cái bệnh lupus của bé, thì bé năm nay cũng 28 tuổi rồi. Nhưng mà bé đã ngưng thuốc hoàn toàn hay là vẫn còn đang sử dụng thuốc với liều Dạ, bao nhiêu? ngưng thuốc hoàn toàn từ lúc mà thanh lọc của thầy luôn á, là không có bị đau nữa thầy. Rồi thì như vậy là cái điều tốt rồi, tức là ít nhất là không bị cái tác dụng phụ của thuốc, thì giờ mình phải từ từ mình giảm nó ra. Bây giờ thì có thể là nếu mà bé muốn làm á thì bây giờ là phải đi thêm cái hay là giờ tạm thời bây giờ là trời này thời tiết này á, thì có thể là thực tập nhiều hơn, thực tập vận động nhiều hơn. Okay. Rồi ăn thêm, tức là uống à. Thứ nhất là uống là bây giờ là lấy sả, sả tươi á, sả tươi còn nguyên lát, xong rồi đập dập nó ra, xong rồi cắt rồi lát mỏng mỏng mỏng, xong rồi cho vô cái bình ha, cho vô cái bình cách nhiệt nè, cho vô bình cách nhiệt xong mình chế nước vào. Okay. Xong rồi mình có thể là cho thêm gừng, cùng gừng cũng vậy, gừng ở đây mình cắt lát xong cái mình phơi khô đi, rồi lúc đó là mình mới thả cái gừng vô, mấy lát gừng, rồi cho chừng nửa muỗng bột quế, ok, xả gừng quế, rồi mình cho vào đó mình uống, thì chẳng hạn như cứ hãm nó trong cái bình cách nhiệt, vậy khi nào uống thì mình cho ít đường phèn hay là mật ong vào cái ly, rồi mình mới chế nước nó ra để uống. Thì như vậy là uống một ngày cho thầy một bình như vậy là hai nửa lít chứ gì, một bình như vậy là nửa lít đấy. Thì như vậy là trong này cho khoảng chừng 2 tép sả, một củ sừng, một củ gừng bằng cái ngón tay cái của mình, hơn chỉ là một cái muỗng bột quế đấy. Rồi mỗi lần mình rót ra uống thì mình cho chừng nửa muỗng cà phê mật ong hay là nửa muỗng cà phê đường phèn, đường vàng đó. Rồi thì đó là cái uống. Rồi cái tập luyện thì cố gắng tập luyện thường xuyên. Ok, các cái bài tâm thể khí, đặc biệt đó là cái khớp nào, bây giờ bé có bị cái khớp nào nó sưng hay nó đau nhiều, cái khớp nào nhiều nhất thì nói bé là cái khớp đó phải cố gắng xoa vuốt nó thường xuyên và phơi nắng sáng cho thầy khoảng nửa tiếng ít nhất. Sau khi mà ổn định được như vậy rồi thì cái chế độ ăn cũng vậy, chế độ ăn là ăn gạo lứt. À, ăn gạo lứt với bí đỏ với khoai lang vàng, rồi có thể là thêm nấm hương. Tất cả những thứ này là tương đối khô nha. Rồi rồi có thể là ăn cải bẹ xanh được. Rồi thì như vậy là có thể là sử dụng cái đó khoảng chừng vài ba tuần đi, rồi sau đó tiếp tục, tức là cứ khoảng là 3 tháng sau thì làm lại 3 tuần, 3 tháng sau thì cái thanh lọc lại 3 tuần. Rồi.